Xin chào tất cả anh em nhé. Nay cái bầy chó của mình đây, bữa trước mình đã đưa lên rồi này, bầy 7 con này. Nay là nó được hơn 40 ngày rồi đây, 42 ngày. Đây là chó này là được 4 ký rồi nha các bạn, hơn 4 ký nha. Thì 2 tuần nữa là mình rã bầy nha các bạn. Nếu ai có nhu cầu ấy thì alo cho mình nha. Đây, bầy này nó còn nguyên 7 con nha các bạn. Con ấy mà nó nhiều vậy đó các bạn, đứng qua bên này đây này. Ai có nhu cầu thì điện cho mình nhá. Bầy chó này là để đuôi nhá các bạn, con nào cũng có đuôi, 7 chú. Có được có cái. Nép đây.